xây riêng công viên để nuôi chó. Anh kia khi yêu em thì mua cho em những món đắt tiền, luôn luôn tặng em rồi sai khiến. Còn anh đây khi yêu em là trao cho em con tim chung tình. Em ơi hãy lắng nghe anh này, yêu anh đi em, anh không đòi quà. Chia tay anh không đòi lại quà. Anh yêu anh không đòi quà. Yêu em anh không đòi lại quà. Thằng kia ra đường lại đại gia về nhà, sung sướng là đại ca quen em. Xài thay ga nhưng chia tay lại tới nhà tỏ lại quà. Anh không như thế, không nhiều tiền, đồ anh xài mua giờ kim biên, nhưng cam kết nhà có xe đạp riêng, lỡ chia tay anh sẽ không làm phiền. Anh biết anh không được đẹp nhưng anh không vô duyên, tại chấp cho anh có nhưng mà anh không thuộc dạng bì điên. Trừ quà cáp được tính bằng hiền kim, còn lại anh hứa gì là anh sẽ tặng liền. Boy nhà nghèo là boy nhà nghèo, không ai thích vì chê quà bèo. Boy nhà nghèo là boy nhà nghèo, vì boy nghèo nên không ai theo. Anh không đòi quà. Triệu tiền hoa quả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.